tọa lạc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn CP Phú Nghĩa thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, có diện tích gần 6 hectare, công suất lên tới 2.000 con một ngày với tổng số vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng. Được xây dựng với mục tiêu giảm bớt trung gian, góp phần giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Khởi công vào năm 2020, nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn cũng là dự án thứ hai của CP Việt Nam sau nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Với chuỗi giá trị sản xuất khép kín, feed, farm, food, mô hình 3F, sạch từ trang trại tới bàn ăn, CP đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong sản xuất thực phẩm an toàn bằng việc thể hiện quyết liệt trong hành động với tiêu chí bảo vệ môi trường và đem lại hiệu quả tốt nhất cho người chăn nuôi, chú trọng trong công tác thi công xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ cho hoạt động của nhà máy từ điện, nước và đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, hạng mục quan trọng để bảo vệ môi trường trong sản xuất. Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn CP Phú Nghĩa có công suất 1.200 m khối một ngày đêm do nhà thầu Ecoba là tổng thầu phụ trách từ thiết kế công nghệ, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ và xin cấp phép xả thải. Đây cũng là dự án thứ 3 nhà thầu Ecoba hợp tác với chủ đầu tư CP Việt Nam sau thành công ở các dự án trước đây như trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội và trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến thực phẩm CP Củ Chi. Đặc thù của nước thải tại các nhà máy giết mổ gia súc khá phức tạp khi chứa một lượng lớn nước thải từ các hoạt động giết mổ, nước rửa chuồng trại, nước vệ sinh dụng cụ giết mổ, chế biến. Bên cạnh đó còn có nước thải sinh hoạt của công nhân lao động. Vì vậy, nước thải chứa lượng dầu mỡ và nồng độ hữu cơ lớn. Ngoài ra còn có nitơ, phốt pho, các chất bảo quản thực vật, lông, xương động vật và thức ăn thừa, chứa nhiều vi trùng và virus gây bệnh. Nếu không được xử lý đúng cách, sẽ gây ra ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm đầu ra của nhà máy. Tại trạm xử lý nước thải nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn CP Phú Nghĩa, Ecoba đã ứng dụng công nghệ tiên tiến và các thiết bị hiện đại chuyên dùng cho xử lý nước thải, đáp ứng các yêu cầu tuổi thọ cao, vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời đảm bảo nước thải đầu ra sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Bước 1. Xử lý cơ học. Nước thải được đưa vào bể thu gom để loại bỏ rác cùng các thành phần gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành của bơm nhờ song chắn rác thô được lắp đặt trong bể. Sau đó, được bơm qua hệ thống máy tách rác tinh để tiếp tục chảy vào bể điều hòa. Bước 2. Xử lý hóa lý. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được đưa vào bể điều chỉnh pH. Tại đây, pH sẽ được điều chỉnh tự động tại giá trị tối ưu và được kiểm soát liên tục bằng đầu đo pH trong bể. Bể được lắp đặt hệ thống sục khí phối trộn. Sau đó, nước thải tiếp tục được đưa vào bể keo tụ để khử bớt chất rắn lơ lửng. Tại bể này, hóa chất keo tụ PAC sẽ được bơm định lượng châm vào bể. Đồng thời, máy khuấy AG03 làm nhiệm vụ khuấy trộn. Nước thải từ bể keo tụ sẽ được đưa tiếp đến bể tạo bông. Tại đây, hóa chất tạo bông được châm vào bể để tăng cường quá trình tạo bông nhờ bơm định lượng. Máy khuấy AG04 làm nhiệm vụ khuấy trộn. Nước sau quá trình keo tụ tạo bông sẽ được chuyển tiếp đến bể tuyển nổi để tách và loại bỏ các chất rắn hòa tan. Tại đây, bùn nổi được đưa vào bể chứa bùn tuyển nổi. Các hạt bùn nặng sẽ được lắng xuống đáy bể và chảy về bể chứa bùn cùng với bùn nổi. Nước thải sau khi được loại bỏ chất ô nhiễm sẽ được chảy sang bể thiếu khí. Bước 3. Xử lý sinh học và khử trùng. Quá trình xử lý sinh học của hệ thống áp dụng quy trình AO. Nước thải từ bể tuyển nổi, nước tuần hoàn từ bể hiếu khí và bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học sẽ được chảy vào bể anoxic và được hòa trộn với thiết bị khuấy trộn chìm, giúp tăng lượng oxy hòa tan trong nước, giúp phân hủy một phần hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Nước từ bể anoxic sẽ được chuyển tiếp đến bể aroten để tiếp tục xử lý chất hữu cơ hòa tan BOD5, COD, H2S, nitơ, ammonia. Sau đó, nước thải được đưa tiếp đến bể lắng sinh học để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Bể lắng thứ cấp gồm hai ngăn riêng biệt. Ngăn thứ nhất làm nhiệm vụ tách dòng nước trong bùn vi sinh, ngăn thứ hai làm nhiệm vụ thu bùn. Ngoài ra,
Tại đây cũng được lắp đặt hệ thống thu bùn nổi để hạn chế tối đa tình trạng bùn nổi gây ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Nước từ bể lắng thứ cấp theo máng tràn sẽ được chảy đến bể khử trùng. Tại đây, da ven sẽ được bơm định lượng châm vào để khử trùng nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường cột B. Đặc biệt, tại nhà máy giết mổ và pha lọc thịt lợn CP Phú Nghĩa còn được lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước sau xử lý. Theo đó, nước thải từ bể khử trùng sẽ được tiếp tục bơm cạn đưa về bể điều chỉnh pH 2. Tại đây, pH sẽ được điều chỉnh tự động tại giá trị tối ưu bằng hóa chất DAOH, sau đó tiếp tục được đưa vào bể keo tụ 2. Nước đã được kết bông sẽ được dẫn vào bể lắng lamen và được phân phối đều khắp bề mặt qua giàn phân. Phần nước dâng lên được đưa ra ngoài theo hệ thống máng thu và dẫn sang bể trung gian. Phần bùn lắng dưới đáy được xả định kỳ theo van điện đã được lập trình trong tủ điện và được bơm bùn đưa về bể chứa bùn hóa lý. Nước từ bể lắng lamen sẽ được dẫn sang bể trung gian, lên bể lọc áp lực để tách các chất rắn lơ lửng ra khỏi nước thải vào bể chứa nước rò rỉ. Phần nước trong được dẫn vào bể chứa nước tái sử dụng. Trạm xử lý nước thải là hạng mục quan trọng của nhà máy giết mổ và pha lọc thịt lợn CP Phú Nghĩa, góp phần rất lớn vào việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho quy trình sản xuất và các sản phẩm đầu ra của nhà máy. Nhà thầu Ecoba cam kết trạm xử lý nước thải sau khi hoàn thiện và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết triệt để vấn đề về nước thải, góp phần vào công tác ổn định hoạt động sản xuất của nhà máy.